đây, dì Ba bán mâm cua hấp ở hẻm số 567, đường Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, bỗng trở nên nổi tiếng khắp nơi, không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới. Và từ chuyện bỗng dưng nổi tiếng này, dì Ba giống như một ngôi sao, việc kinh doanh thuận lợi vô cùng. Thực tế là một cặp vợ chồng thường xuyên đi làm về, ngang qua con hẻm đó, thấy dì Ba cứ ngồi bên mâm cua tầm trưa trưa, bất kể nắng mưa của con phố Sài Gòn nhộn nhịp. Trong một lần ghé đến mua cua mới đây để về nhà ăn, cặp vợ chồng đã quay lại những hình ảnh tội nghiệp của dì Ba, chia sẻ trên các kênh thông tin mạng xã hội. Từ đó có nhiều người tìm đến mua cua của dì Ba rồi chụp ảnh ghi hình để đưa lên mạng xã hội Facebook, YouTube. Và từ đó dì Ba nổi tiếng bất ngờ mà chính dì cũng không hình dung ra được. Trước đây, dì Ba cứ 12 giờ trưa lại nhờ chú xe ôm quen chở cùng với mâm cua hấp ra đầu con hẻm số 567 đường Nguyễn Trãi để ngồi bán. Nhưng có khi còn ế ẩm phải mang mâm cua về lại. Thế nhưng giờ thì hoàn toàn khác. Mâm cua dì Ba mang ra chưa kịp bày biện thì người ta giành giật mua cho bằng được. Nếu chậm 1-2 phút là hết sạch. Chỉ chưa đầy 5 phút, dì Ba đã bán hết 10kg cua hấp. Có những người chờ nhưng không giành mua được, đành thất thểu ra về. Cua đã lâu rồi các bạn. Dì Ba trở thành hot như thế, nhìn dáng vẻ buôn bán trên đường phố, dù cao tuổi nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn, tâm sự rất thật lòng. Nhưng ít ai biết trong sâu thẳm những tâm sự đó, dì Ba bán cua có cuộc đời khá buồn. Kênh YouTube GoFood đã tìm về căn nhà của dì Ba để tìm hiểu câu chuyện của dì. Rất khó khăn lắm mới tìm đến căn nhà của dì Ba nằm sâu hút trong con hẻm ở quốc lộ 50 thuộc xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Con đường dẫn vào và khung cảnh quanh nhà dì Ba như là một miền quê nào đó, khác xa với cái cảnh tượng ồn ào của Sài Gòn, đất chật người đông. Và căn nhà cấp 4 nhỏ đó rộng chừng 12m2, với tài sản có giá trị nhất là các tivi và tủ lạnh đã cũ, là nơi trú ngụ của dì Ba cùng chồng con mấy chục năm nay. Đến nay chỉ còn lại một mình dì lẻ loi, buôn bán mưu sinh. Sự rất thật về cuộc đời của mình. Thấy không? Đây là mở đèn thêm. Nè mở đèn này coi. Sao dì Ba lủi thủi có mình hả dì Ba? Có mình nè, cháu có nhiều. Người thân của dì Ba đâu hết rồi dì Ba ha? Người thân thì nó đúng ra mình nay nó ở nhà, có nhà tụi nó ở riêng. Còn dì Ba thì ở đây mình.
Chồng con có gì ba thì mất sớm, mất lâu chưa gì ba? Mất chồng thì mất mười mấy năm rồi. Dạ, sao mà mất cái gì ba? Ông tại ông bệnh, ông về già, bệnh già đó. Lúc ông chết là ông cũng 60 mấy tuổi. Còn con trai thì sao mất? Con trai thì nó uống rượu quá nó chết. Là lâu chưa gì ba? Thì nó thì cũng 8-9 năm. Rồi lúc mà con chồng con chết thì cuộc sống gì ba nó khó khăn như thế nào? Cũng vậy thôi, cũng đi bán bình thường thôi. Chứ hồi đó ông còn sống, ông đâu có làm gì đâu. Là mình sống là mình nuôi chồng nuôi con đúng không chị ba? À, nuôi chồng nuôi con đó. Rồi mình nghĩ như là bây giờ ông chết, mình ở một mình kiếm ăn sống qua ngày vậy đó. Cất cái chòi. Cất cái chòi ở, rồi sao nữa? Rồi bây giờ mới cũng cất lên. Rồi cái chòi á, bao lâu thì ở được, bao lâu thì nó bị nát. Rồi cất 2-3 lần giờ đó. Giờ bây giờ mới có mấy mần đại cái. Hồi đó cất mốt mấy năm rồi sao? Không phải cất mà cũng như là mình làm để cho nó cứng đó. Cũng như làm cái gác. Cái gác bằng gắt gỗ, gắt gỗ. Gắt gỗ á, nó sập hoài luôn, giống như cái dạng nó bị mối vô, em biết không? Yeah. Cái trời mưa đó, nó giọt vô nó bị mối. Bán tên đổi mà không có tiền mà trả tiền cua nữa. Trả không đủ tiền cua nữa. Thành ra vì ba mới mượn tiền người này, vì ba đập vô. Mượn người tiền người kia đập vô. Đó vậy đó. Con nghe dì ba thiếu nợ nhiều lắm, từ xây sai cái nhà dì ba. Nợ xây là tại vì hồi lúc đó cái nhà nó tan nát hết rồi. Rồi nếu mà mình không xây á, không làm á, thì nó đổ xuống nó sập. Vậy đó. Thì xây được bao lâu rồi? Thành ra cái này chừng 1 năm mấy á. Rồi dì ba vay tiền của ai, dì ba xây nhà? Thì chơi hụi, nó đúng ra là chơi hụi. Rồi thí dụ như có thiếu thốn gì á, thì mượn ở xóm á, là mượn đỡ mấy chục vậy đó là đập vô. Chứ là tiền của dì ba nữa. Dì ba tên thật là Huỳnh Ngọc Dung, năm nay vừa qua tuổi 70 của cuộc đời. Dì ba kể quê gốc ở Sài Gòn này từ bao đời nay. Thời trẻ dì có một thời gian ngắn đi làm chị nuôi ở công an phường 14, quận 5. Rồi cũng khó khăn nên quyết định đi buôn bán. Chừng 3 năm, thời gian này dì ba lập gia đình với một người đàn ông ở địa phương. Nhưng việc buôn bán không mấy được cải thiện, nên dì ba quyết định nghỉ nghề bán cá, chuyển sang bán mâm cua hấp. Và từ đó đến nay, dì ba gắn liền với mâm cua hấp trên đường phố Sài Gòn. Rồi dì ba lại kể tiếp về quãng đời buồn của mình. Đó là việc người chồng vì bệnh tật qua đời 14 năm trước. Đứa con trai duy nhất vì rượu chè cũng lâm bệnh rồi rời xa dì ba cách đây 8 năm. Và như thế, dì ba bán mâm cua hấp cứ thui thủi một mình trong căn nhà quạnh quẽ. Cuộc đời dường như lấy đi của dì ba nhiều thứ. Khi chẳng còn chồng con bên mình, dì ba lại bầu bạn với một con chó sống chung, như đồng cảm, chia sẻ và thậm chí lắng nghe những tiếng thở dài, tiếng ho bệnh của dì ba trong những đêm mưa gió. Thế nhưng vài tháng trước, con chó cũng bệnh và bỏ dì ba mà đi, làm cho dì đau buồn, khóc thương và phải bỏ ăn đến mấy ngày liền. Hơn 1 năm trước, dì ba quyết định vay mượn để đầu tư và sửa sang lại căn nhà cho tốt hơn, tránh được mưa gió. Tuổi 70, dì ba lại thêm nợ nần. Mới đây, dì ba lại đau bệnh, phải mổ bướu cổ và hiện tại đang hàng ngày phải uống thuốc trị huyết áp, hen suyễn, nhưng không hề bỏ bữa buôn bán nào, dù nắng hay mưa. Thank you.
Số 567 đường Nguyễn Trãi như là căn nhà thứ hai để sống cho đến hết đời. Nó éo le, có mỗi mình bà ấy. Thế vừa rồi ốm đau đi viện về là sống tốt. Chung là cứ đi bán về thì xong vòng quanh hàng xóm đến chơi bời với bà cũng chẳng va chạm xích mích gì với ai, chỉ có mỗi thân một mình. Bán về xong là ngồi xem phim đấy thôi. Cuộc sống hòa đồng. Dạ, có nghe nói hồi nhà dì ba mới xây lại hả chú? Ừ, mới làm tháng 3 năm ngoái. Trước khi này dựng cây bạ và tường người ta. Thế xong là lập tôn lên, mua mối nó đi sông ăn hết các cái cây que nó đi sụt xuống. Dạ. Thế mới làm lại thế. Làm được năm tháng 3 năm ngoái, tháng 3 năm nay ốm đi viện. Bị bệnh gì hả chú? Bài này trước là biếu cổ tổ tướng rồi, mổ rồi đấy. Yeah. Bây giờ là thêm cái bệnh phế quản nữa, rồi là không thở được, khó khè. Rồi một mình nằm ở dưới bệnh viện, em hôm về thì hết vốn, không có tiền vốn buôn bán. Dạ, dạ, rồi chú, bây giờ con thấy mình là cái mâm cua gì bà, thì giá như vậy thì chú thấy sao chú? Lời có chút đỉnh. Bảo bà ấy là giờ cua nó mắc thì bán mắc lên tí bà không dám, bà bảo bán mắc thì mất khách chứ bà không bán. Đây lấy một về mất một nửa, lấy 10 ký về mất 5 ký. Yeah. Thì nguyên cái dây đấy là cõng vào cái tiền cua rồi đã mất rất là nhiều rồi, thế xong hấp nó lại ra nước hao phi đi nữa, xong lại tiền gì đây, muối mắm rồi bịch quạt nó nhiều thứ nó nằng nhằng. Trước kia là tôi chở là lúc bấy giờ là cua đấy là cứ mùng hôm 12:30 thì đi là cứ đến 6 giờ là tôi ở đây, tôi ra tôi đón bà về. Thế đón về thì nhiều hôm thì bán được một nửa, hôm thì bán được 1/3, nhiều hôm là nguyên mâm đấy. Từ khi các chú đưa lên mạng thì người ta biết, người ta đến người ta ủng hộ bà thì cũng dì, thấy phấn khởi. Sống ở đây thì bà sống ở đây lâu chưa chị? Bà sống đây cũng lâu rồi, mấy chục năm rồi. Bà sống ở đây bà không có bích lòng với ai. Tối ngày sáng đi lấy cua rồi về cua ở trong nhà làm xong rồi cứ cua mấy chở bà đi bán. Đi bán xong đưa bà đi xong rồi cái canh giờ á lên nước bà về vậy thôi. Và tối ngày bà không có mít lòng với ai. Tối ngày á đó y chang đó, ngồi trước cửa vậy đó, ăn uống đồ nấu rồi gian ngồi trước cửa ăn uống cà phê rồi tự mình tự túc, mình tự túc. Em thì lâu lâu đúng, 2-3 bữa nó lại, chứ nó cũng không có lợi thường.
cứ rạng sáng, dì ba dậy sớm, cũng làm ly cà phê như người ta, rồi nhờ người xe ôm chở đi xa để mua cua. Dì ba chọn những con cua chất lượng mang về nhà để hấp. Lượng cua mà dì ba hấp xong thì đã giảm trọng lượng một nửa. Như hôm nay, dì ba mua 20kg, nhưng khi lấy dây buộc ra rồi hấp xong thì chỉ còn có 11kg. Dì ghê. Mày xúc cơm mày lấy cái dĩa tân bự quá. Ôi không bà ấy bà mừng rồi bà dẹp rồi đâu. Hay không? Ừ. À, 4 cái cua cốm tươi thì sau khi lột dây và căng thì còn bao nhiêu ký vậy ba? Đúng rồi, coi. Xong rồi kia mình cái này là cho 1 ký đi. Dạ. 1 ký phải không? Đó, thấy không? 1 có 4 ký. Mà còn lại có 2 ký rưỡi. Đó cái này hồi nãy ha. Hồi nãy 1 ký. 1 ký phải không? Này ký rưỡi nữa là 2 ký rưỡi. Mất ghê không? Sau khi 4 ký cua tươi thì sau khi ba lục ra thì chỉ còn lại 2 2 ký cua. 2 ký rưỡi. 2 ký rưỡi. Dì ba buôn bán kỹ tính, hấp mâm cua trong 30 phút để cho chín đỏ nên màu thật đẹp. Trong căn nhà nhỏ đó, dì ba trang trí bôi màu cho từng con cua bắt mắt hơn. Đến gần trưa, dì ba bỏ tất cả cua vào giỏ rồi lại nhờ người xe ôm quen chở ra con hẻm số 567 đường Nguyễn Trãi Bùi Láng. Xong rồi, thay đồ cái là đi bán á. Sau khi chuẩn bị xong thì dì ba thay đồ và chuẩn bị đợi xe tới vác con cua ra ngoài con hẻm trên đường Nguyễn Trãi bán. Dì ba đang chờ một người em họ tới chở ra bán mâm cua trên đường Nguyễn Trãi. Trời ơi, không cái này là nặng mình chết rồi. Rồi lên ngồi đi, đưa cái mâm cho bà chơi. Sáng giờ dì ba chưa ăn gì hết, chị uống một ly cà phê và tới giờ là đi bán thôi các bạn. Sáng mọi người. Đó. Mình chào mọi người đó. Đứng lại dì ba, đứng lại, đứng lại dì ba. Dì ba là người buôn bán có tâm nhất. Khi khách hỏi, dì ba tư vấn nhiệt tình. Còn nếu khách đã thanh toán tiền, mua về nhưng thấy cua không ngon, mang ra mắng vốn, thì dì ba sẵn sàng nhận lại, trả tiền cho khách. 33 năm gắn bó với nghề cua hấp, từ người phụ nữ trẻ bưng mâm cua đi khắp phố phường. Đến nay, dì ba tuổi già sức yếu, phải ngồi một chỗ bên lề đường, nhưng dì ba vẫn cần mẫn đều đặn. Bỗng dưng nổi tiếng, buôn bán cực đắt, nhưng dì ba vẫn giữ được thói quen làm ăn thường ngày, không bán thêm cũng không tăng giá. Nhiều người quý dì ba ở cái bản tính đó nên đến ủng hộ. Ở tuổi 70 cuối dốc của cuộc đời, nhiều người đề huề con cháu an dưỡng tuổi già. Dì ba vẫn một mình thui thủi bán mâm cua trên đường phố mưu sinh. Có lẽ dì ba muốn sống như thế, làm niềm vui cho hết một kiếp người. Nếu có dịp đi ngang qua con đường Nguyễn Trãi thì ghé đến với dì ba. Dù không mua cua hay không kịp giành giật với người khác để mua được, thì đôi khi hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống của dì ba